Các bạn thân mến, tình hình tại bãi tư chính trong mấy ngày qua chưa có diễn biến mới. Trung ương Hội nghề cá Việt Nam đã có công văn gửi văn phòng chính phủ, ban đối ngoại trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng về việc lên án hành động của Trung Quốc đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền biển đảo Việt Nam, vi phạm pháp luật Việt Nam, gây ảnh hưởng và cản trở ngư dân Việt Nam hoạt động khai thác hải sản trên lãnh thổ vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam. Hội nghề cá đề nghị các cơ quan chức năng Việt Nam phản đối mạnh mẽ hơn nữa đối với hành động của Trung Quốc. Có các biện pháp đấu tranh kiên quyết với hành động ngang ngược, phi lý của Trung Quốc. Yêu cầu Trung Quốc rút ngay lập tức nhóm tàu hải dương 8 ra khỏi vùng biển Việt Nam. Đồng thời, tăng cường các lực lượng tuần tra, giám sát trên biển để kịp thời hỗ trợ, bảo vệ ngư dân và có biện pháp bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của ngư dân Việt Nam hoạt động trên biển trong khi đó tờ sohu của trung quốc có đăng tải bài viết với tiêu đề tàu tuần tra sửa đổi của việt nam có thể đâm thủng tàu vạn tấn chuyên gia đừng đánh giá thấp bài báo viết trong bối cảnh căng thẳng với việt nam trung quốc đã triển khai một loạt hành động khiến việt nam ý thức được lực lượng quân sự hùng mạnh quan trọng thế nào để bảo vệ lợi ích của bản thân mình việt nam đã không tiếc tiền mua ba chiếc máy bay tuần tra biển từ pháp ngoài máy bay tuần tra việt nam tăng cường số lượng tàu tuần tra trên biển những tàu tuần tra này không phải tàu tuần tra nhỏ thông thường mà là loại tàu chuyên dụng việt nam học tập từ tập đoàn damen hà lan rồi sau đó tự đóng trong nước các hệ thống trên những tàu tuần tra này đều là những trang thiết bị công nghệ cao mà việt nam chưa từng sở hữu trước đây hình dáng của tàu còn sử dụng thiết kế tàng hình ngoài việc có thể giảm tiết diện phản xạ sóng radar mức độ kiên cố của tàu có thể chịu được vòi rồng của tàu đối phương. Để nâng cao khả năng chiến đấu, Việt Nam còn có một số cải tạo với phiên bản gốc trên mũi tàu gia cố thêm một mũi đâm và. Mọi người tuyệt đối không nên xem thường cái mũi này vì nó không chỉ tăng cường khả năng phòng ngự mà có thể tấn công những đòn chí mạng về đối phương. Được biết, cái mũi này có thể một nhát phá thủng tàu tuần dương vạn tấn. Bởi thế, chuyên gia cảnh báo rằng đối với lần phản công này của Việt Nam, nhất định phải cẩn thận. Lần này Việt Nam đã bỏ ra rất nhiều tiền mua về những trang bị này và sẽ đem những trang bị này bố trí ở Biển Đông để bảo vệ chủ quyền trên biển của họ và còn muốn lợi dụng việc này để tăng cường uy hiếp với Trung Quốc. Từ điểm này đủ thấy, Việt Nam hiện nay đã hoàn toàn bị Mỹ kiểm soát và đưa Trung Quốc thành kẻ địch giả tưởng của mình. Mấy năm trước, do Việt Nam tương đối lạc hậu, bất kể là kinh tế hay quân sự, phía Trung Quốc đều trợ giúp không ít. Không những đầu tư mạnh và trái cây, nông sản của Việt Nam có giúp đỡ những điều cần thiết về quân sự. Nhưng Việt Nam hiện nay hoàn toàn vứt bỏ hậu đãi của Trung Quốc, hơn nữa còn vong ngân phụ nghĩa, đặt Trung Quốc thành đối thủ. Hành động này của Việt Nam thật vô sỉ, tin rằng qua giai đoạn này, Việt Nam lại hướng về Trung Quốc bày tỏ hữu hảo, phía Trung Quốc cũng sẽ không vươn tay ra bắt. Bình luận Trong bài viết của mình, Sohu đăng tải hình ảnh của tàu kiểm ngư KN-390, đây là tàu kiểm ngư thuộc loạt tàu kiểm ngư KN-2011 do tập đoàn Damen Hà Lan thiết kế. Tàu có chiều dài 90,5m, chiều rộng lớn nhất 14m, chiều cao mạn 7m, lượng giãn nước lên đến 2.500 tấn. Trong điều kiện bình thường, tàu có tầm hoạt động liên tục 5.000 hải lý. Không như các lớp tàu kiểm ngư trước, KN-390 đã được Việt Nam gia cố phần mũi tàu để thích hợp hơn cho những vụ va chạm với tàu nước ngoài trong khu vực Biển Đông. Không chỉ KN-390, hàng loạt các tàu kiểm ngư khác như KN-290, KN-490, KN-781, 782 đều được gia cố phần mũi tàu. Trên tàu vạn tấn được báo Sohu, Minh Họa, ám chỉ tàu hải cảnh 3901, lượng giãn nước 12.000 tấn hiện đang bảo vệ tàu hải dương 8 của Trung Quốc, xâm phạm vùng biển Việt Nam. Về chi tiết, bài báo cho rằng Việt Nam vong ân phụ nghĩa với Trung Quốc. Chúng ta biết rằng Trung Quốc đang hành động bắt nạt, chai nép nước khác, nhưng bị người phản kháng thì tỏ ra là kẻ bị hại, bị oan ức. Chẳng biết những hậu đãi của Trung Quốc dành cho Việt Nam là gì, nhưng với số đông người Việt Nam ai ai cũng mong thoát chung càng sớm càng tốt. Những công trình Trung Quốc đầu tư xây dựng ở Việt Nam rất ít xuân sẻ, không chỉ hoãn đôi vốn thì cũng bệnh nọ tội kia. Dự án đường sắt trên cao Cát Linh Hà Đông là một dẫn chứng trước mắt. Gần một thập kỷ chưa hoàn thành, đội vốn lên gấp đôi và chỉ hoãn không biết bao nhiêu lần. Ở Việt Nam, nơi đầu xuất hiện nhiều người Trung Quốc là nơi đó có mối lo lắng về an ninh trật tự. Nỗi lo lắng ấy một phần do tâm lý cảnh giác về Trung Quốc, nhưng cũng một phần lớn sự thật là những cộng đồng Trung Quốc gây quá nhiều vết đen ở những nước ngoài mà họ đến, chứ không riêng ở Việt Nam. Gần đây nhất, Việt Nam vừa bắt gần 400 người Trung Quốc trong đường dây đánh bạc qua mạng trong một dự án đô thị do công ty Trung Quốc đầu tư ở Hải Phòng. Với những vết đen như vậy, người Trung Quốc hãy tự hiểu rằng lỗi là do bản thân ăn ở không ra gì, khiến người khác phải cảnh giác, chứ đừng trách ai đặt họ thành kẻ địch giả tưởng, và cũng đừng ngậm máu phun người nói rằng Việt Nam bị Mỹ tẩy não để thù địch Trung Quốc. Hờ đài hết, Việt Nam tự biết đề phòng cả Mỹ lẫn Trung Quốc, vì biết rằng cả hai người khổng lồ này đều là những kẻ lòng dạ thâm hiểm khó dò.